Trong những tháng gần đây, tình trạng thiếu thuốc xảy ra ở nhiều nơi, từ tuyến cơ sở tới trung ương, khiến bệnh nhân thiệt thòi, bác sĩ thì mệt mỏi. Nhiều bệnh viện trên cả nước đang đối diện thực trạng thiếu từ sinh phẩm xét nghiệm cho đến trang thiết bị y tế, nhất là thuốc phục vụ người dân. Ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một trong những bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam, trong thời gian qua thì bệnh viện Chợ Rẫy cũng trong tình trạng thiếu thuốc và một số sinh phẩm xét nghiệm. Theo như giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy thì điều này xảy ra do tình trạng đấu thầu diễn ra chậm. Một số bệnh viện trong tình trạng thiếu thuốc nên đã chuyển bệnh nhân đến đây, dẫn đến là lượng bệnh nhân ở Chợ Rẫy tăng, trong khi lượng thuốc dự phòng cho vấn đề này của Chợ Rẫy trong thời gian qua chưa có chuẩn bị. Đó là một vấn đề có thật và đang tồn tại, và bây giờ đối với chúng ta thì chúng ta phải tìm nguyên nhân để tháo gỡ vấn đề đó, vì sức khỏe người bệnh là quan trọng hơn hết tất cả mọi chuyện. Chúng tôi mong muốn là mình sẽ có một cái quy định riêng đấu thầu trong ngành y tế, tại vì cái mặt hàng phục vụ cho sức khỏe người bệnh đó, mình không thể đánh đồng với tất cả những hàng hóa khác trong xã hội được. Thực trạng này khiến người làm ngành y không khỏi tâm tư, bởi mục đích tối cao của y khoa là cứu chữa cho bệnh nhân. Nhưng khi không đủ thuốc, thiếu trang thiết bị y tế, việc cứu chữa cho bệnh nhân chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Căng cánh những cái chuyện rằng là làm sao có những cái thiết bị đó kịp thời phục vụ cho người bệnh, nhưng mà đồng thời cũng luôn luôn là lo lắng tới cái chuyện rằng là cái chuyện mà mình tiến hành đấu thầu, mình giải quyết để cho thật nhanh, để có vật tư thiết bị cho người bệnh, thì mình có phạm vô một cái điểm nào đó không? Rất là đồng thuận với lại xã hội là khi mà mình thanh tra kiểm toán là mình phát hiện ra những cái trường hợp mà tham nhũng hoặc là tham ô thì loại khỏi hệ thống, thì rất là ủng hộ để cho hệ thống chúng ta càng ngày càng trong sạch hơn. Tuy nhiên thì khi mà thanh tra kiểm toán thì cũng rất là mong rằng các cái cơ quan mà hữu quan đó thì mình cũng phải chia sẻ với ngành y tế, phải đặt cái việc mà thực thi của các cái cơ sở y tế trong cái bối cảnh mà người ta thực hiện. Chứ còn nếu mà đem cái những cái quy định của thời bình áp cho một cái thời điểm mà khẩn trương để mà cứu người thì nó lại không có phù hợp. Liên quan đến vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương phối hợp với các bộ ngành liên quan rà soát tổng thể các quy định hiện hành liên quan đến mua sắm, chủ động tích cực xử lý, ban hành các văn bản theo thẩm quyền, vượt quá thì báo cáo các cấp có thẩm quyền, và đặc biệt là phải rà soát lại tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về đấu thầu tập trung từ cả trung ương, địa phương trên tinh thần công khai, minh bạch, khách quan, rõ ràng, bám sát thị trường, không được tiêu cực, tham nhũng lợi ích nhóm, thực hiện việc này sớm nhất có thể, báo cáo tiến độ cho Thủ tướng và Thường trực Chính phủ. Thủ tướng yêu cầu không để chậm trễ trong cấp phép thuốc, giảm tối đa các thủ tục hành chính không cần thiết, đẩy mạnh phân cấp mua sắm các thiết bị y tế trên cơ sở, ban hành tiêu chuẩn tiêu chí, nâng cao năng lực bên dưới để tự chịu trách nhiệm đi đôi với giám sát kiểm tra.